Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định số 2829 trên quy gạch nối UBND phê duyệt đề án nghiên cứu thiết kế phương án tổ chức giao thông tại các giao lộ có nguy cơ ủng ứ và tiềm ẩn tai nạn giao thông. Trong đó, tập trung nghiên cứu thiết kế phương án tổ chức giao thông ở 12 nút giao lộ có nguy cơ ủng ứ, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Thời gian qua, tỉnh chú trọng đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương tuy nhiên do yêu cầu về nguồn vốn đầu tư rất lớn nên chưa được đồng bộ, đặc biệt là các nút giao thông đầu mối trên các trục đường chính có tính chất kết nối giữa tỉnh tây ninh với thành phố hồ chí minh và vùng kinh tế trọng điểm phía nam có lưu lượng giao thông lớn như quốc lộ 22, đường tỉnh 781, đường tỉnh 782 và vân. trong khi đó các khu công nghiệp ngày càng mở rộng đô thị mới dọc trục đường chính với quy mô diện tích và mật độ dân cư ngày càng tăng, cùng với sự phát triển nhanh của các phương tiện giao thông cá nhân và những khó khăn trong việc tổ chức vận tải hành khách công cộng dẫn đến nguy cơ quá tải cục bộ tại các vị trí nút giao thông đầu mối, gây ung tắc và mất an toàn giao thông trên các tuyến trục chính, tuyến huyết mạch, các cửa ngõ đường bộ ra vào các khu công nghiệp. Theo đề án, chỉ riêng tại thị xã Trang Bàng đã có 5 nút giao thông gồm nút giao ngã tư suy sâu, nút giao kết nối quốc lộ 22 với khu công nghiệp Trảng Bàng tại vị trí đường 12, nút giao ngã tư An Bình, nút giao ngã ba ngân hàng, nút giao ngã tư Hai Châu, nút giao ngã ba tuyến tránh quốc lộ 22 và đường DT 782. Huyện Gò Dầu có hai nút giao thông gồm nút giao thông ngã tư nông trường và nút giao cổng khu công nghiệp Phước Đông Bời Lời. Tại thành phố Tây Ninh, Nút giao cửa số 2, Tòa Thánh Tây Ninh luôn xảy ra tình trạng ủng tắc nghiêm trọng vì đây là nút giao thông kết nối nhiều tuyến đường chính, cách mạng tháng 8, Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, Cờ Thánh Vệ. Ngành giao thông đã có nhiều giải pháp như thiết kế các tiểu đảo, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông phân luồng nhưng vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng ủng ứ nghiêm trọng vào giờ cao điểm và không ít vụ tai nạn giao thông. Theo Sở Giao thông Vận tải, Mục tiêu nghiên cứu của đề án là nhằm đề xuất và lựa chọn quy mô, giải pháp cải tạo những nút giao có nguy cơ ủng ứ và tiềm ẩn tai nạn giao thông, xây dựng lộ trình phù hợp nhằm triển khai đầu tư theo từng giai đoạn, góp phần vào sự phát triển hệ thống vận tải tỉnh Tây Ninh theo hướng hiện đại, đồng bộ, tính kết nối cao, từ đó giảm ung tắc, giảm nguy cơ tai nạn giao thông và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo cảnh quan môi trường đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân xung quanh khu vực, đồng thời phải bảo đảm quốc phòng an ninh. Việc cải tạo 12 nút giao thông sẽ từng bước tạo ra hệ thống giao thông vận tải đồng bộ và liên hoàn, có khả năng phát triển bền vững, bảo đảm lưu thông nhanh chóng, thuận tiện và an toàn, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đa dạng hóa nhu cầu phục vụ chiến lược phát triển kinh tế sâu của tỉnh, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh trong tương lai.